Xin chào quý vị và các bạn. Dưới tác động của gió đông bắc tầng thấp kết hợp với những nhiễu động trong đới gió đông, hôm nay mưa tại Trung Bộ vẫn tiếp tục duy trì. Một số nơi đã ghi nhận được những điểm mưa vừa, thậm chí là mưa to, như thành phố Nha Trang là 15mm, hay như ở đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, không chỉ có gió giật tới cấp 7, cấp 8 mà còn có mưa to đến 36mm. Dự báo trong đêm nay và ngày mai thì cùng với quá trình mở rộng lên phía bắc của nhiễu động gió đông, vùng mưa sẽ di chuyển từ Nam ra Bắc, trong đó khu vực có mưa to sẽ tập trung ở các tỉnh từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, với lượng mưa trong đêm nay và ngày mai phổ biến là 30-50mm. Dù mưa không quá lớn nhưng nó cũng sẽ gây ra một đợt lũ trên các sông suối nhỏ miền Trung, khu vực từ Quảng Nam cho đến Bình Định với mức nước báo động 1, báo động 2. Thưa quý vị và bà con, lũ trên sông lớn hay lũ quét trên sông suối nhỏ thì đều rất nguy hiểm. Và để đảm bảo an toàn, bà con cần tuyệt đối không đi vớt củi hay đi đánh bắt cá trên các sông suối để đề phòng nước chảy xiết và lũ quét có thể xuất hiện. Không cố vượt các ngầm tràn, đập tràn khi lũ đang về để đề phòng tránh mọi hiểm họa bất ngờ có thể xảy ra. Về tình hình nhiệt độ, do trời vẫn còn duy trì trạng thái nhiều mây và có mưa, nên nhiệt độ ngày mai ở miền Trung thì cũng không cao. Từ Thanh Hóa cho đến Huế tiếp tục duy trì trạng thái trời rét với mức nhiệt đêm là từ 16 đến 18 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Phú Yên cũng xảy ra tình trạng rét về đêm và sáng khi nhiệt độ giảm còn 19 đến 21 độ. Ngay cả các khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào cho đến Ninh Thuận thì nhiệt độ đêm cũng giảm còn 22 đến 23 độ khiến trời chuyển se lạnh. Nằm xa hơn về phía Nam nên những nhiễu động gió đông hầu như là không tác động gì đến thời tiết tại các tỉnh thành Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai tại đây vẫn duy trì trạng thái ít mưa, ngày nắng với nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ sẽ là từ 30 đến 33 độ. Các tỉnh Tây Nguyên thì do có địa hình cao hơn nên nhiệt độ thấp hơn chỉ khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Quay trở lại với các tỉnh miền Bắc trong đêm nay và ngày mai, thì khối không khí lạnh sẽ chi phối toàn bộ các tỉnh thành miền Bắc, bước vào quá trình suy yếu đi và di chuyển lệch ra phía biển, tạo điều kiện cho thành phần gió Đông Nam đưa ẩm vào. Vì thế, tình trạng ít mây ở Bắc Bộ sẽ chỉ duy trì trong khoảng từ nay đến tầm 1 giờ sáng ngày mai. Từ sau 1 giờ sáng mai, mây sẽ nhiều trở lại. Mây nhiều thì sẽ làm giảm sự phát xạ nhiệt của mặt đất. Vì thế, nền nhiệt đêm nay ở Bắc Bộ thì sẽ có xu hướng tăng nhẹ, thêm 2 đến 3 độ, phổ biến ở vùng đồng bằng là từ 14 đến 16 độ. Còn đối với các tỉnh vùng núi, nhiệt độ sẽ tăng lên là từ 11 đến 13 độ. Nhưng gió đông nam ẩm thì cũng sẽ khiến cho hiện tượng sương mù nhiều hơn về sáng sớm và lớp sương mù này ở Bắc Bộ sẽ duy trì từ 7 giờ đến 8 giờ sáng mai. Sau 8 giờ sáng thì nắng xuất hiện, sương mù tan dần, không khí được sưởi ấm và nhiệt độ vì thế cũng sẽ tăng dần. Mức nhiệt độ cao nhất ngày mai Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 22 đến 23 độ. Khu Tây Bắc nhiệt độ sẽ cao hơn khoảng 1 đến 2 độ so với các tỉnh thành phía đông. Trên biển thì do ảnh hưởng của không khí lạnh đêm nay và ngày mai, vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi Trung Bộ vẫn tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió mạnh hơn chủ yếu mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 gây ra biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3,5m. Do vậy, các phương tiện tàu thuyền cần hết sức lưu ý. Trong khi đó, thì phía Nam Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Trường Sa, gió đông bắc cấp 5, trời có mưa rào và dông rải rác, làm tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Như vậy là ngày mai, thời tiết tiếp tục có mưa dông nhiều tại các tỉnh Trung Bộ, tập trung nhiều ở khu vực Trung Trung Bộ. Trong khi đó, thì Bắc Bộ chuyển nhiều mây về đêm và sáng, ngày hứng nắng, còn Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì trạng thái nắng ráo. Bản tin thời tiết tổng hợp tối nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!